Konnichiwa, xin chào các bạn. Hôm nay mình review chợ Sớm Mới nha. Một ngôi chợ cũng dạng thuộc là lớn ở Nha Trang các bạn. Cũng gắn liền với tuổi thơ của mình. Nhà mình từ hồi nhỏ từ phía vô Nha Trang, rồi mình vô năm 7 tuổi thì mình bán đủ thứ ở đây. Chiếu gối, chăn mền, rồi đồ lót, rồi áo quần, rồi tá lạ, biết bao nhiêu năm tuổi thơ. Rồi mấy năm giờ mình dẫn các bạn vô mình xem bên trong nó có gì nha các bạn. Tiền coi ở trước cho nó có gì nha. À chào cô Hà, lâu ngày đi vòng 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 chơi đó mà. Dạ cũng tạm tạm cô. Đây là cô thập cô Hà nha các bạn. Hồi nhỏ gắn liền với tuổi thơ hay ra cô chơi nè. Cô Hà chào các bạn. Các bạn mua vali, túi sách, rồi bộ bảo hiểm, rồi các thứ ngay đầu chợ Sớm Mới ghé cô nha. Rồi tiếp tục nha các bạn. Mình đi sâu vô trong. Rồi bye bye. Đó, rất nhiều phía trước đây là toàn hàng giày dép thôi. Nếu mà mình đi thẳng phía bên kia này cũng thấy hàng giày dép luôn các bạn. Tuổi thơ vừa về, biết bao nhiêu năm bán hàng ở đây. Đi thẳng xuống nữa là hàng bánh kẹo, rồi vàng mã, đủ thứ. Mình bán mười mấy năm ở chợ Sớm Mới này mà. Này bánh canh nha các bạn. À cá thu các bạn. Wow wow wow. Còn là cá thu rất là tươi. Ê, sạp cô gì đây? Sạp đây hả? Sạp của cô Lùng. Sạp cô Lùng chợ Sớm Mới các bạn, cá thu, chuyên cá thu. Cô Lùng chợ Sớm Mới chuyên cá thu. Bên này cá ngừ quá. Cá thu tươi không á nha. Bên này cá ngừ. Đầu cá ngừ rất nhiều. Đó, mình hỏi sơ sơ giá nha. Cá thu nhiêu ký cô? Cá thu hả? 170 ký nguyên đầu, nguyên con. Cá thu 171 ký nguyên con. Còn cá ngừ? Cá ngừ 70 một ký nguyên. Đầu này về nấu canh là quá đã luôn. Ở đây là cá hố nha các bạn. Cá này là giống như cá này cá gì vậy? Cá nhồng câu nha các bạn. Cá nhồng nó dài đã mà cá. Cá này là xương nó màu xanh nha các bạn. Nấu canh rất ngon. Nướng cũng được. Cá nục rồi, cá này hơi quen lắm nè, cá liệt ăn ngủ ngon luôn. Cá nục nha các bạn. Tươi rói rói xanh lè luôn nè, nó nghe mắt là xanh đã. Cái này cá nục to hơn. Cái này cá hố nha các bạn. Này hàng cô gì đây ạ? Hàng nè. Hàng cô Phương nha các bạn, cá rất tươi ngon. Đó. Bên đây là cá mai nha, bạn nào ăn gỏi sống cá mai nhào vô đây. Cá mai này ăn sống được phải không cô? Rồi ăn sống cũng được luôn. Trời quá đã luôn các bạn. Quá tươi luôn. Đậu phộng rồi rắc gia vị lên, rau củ hành ngò lên ăn sống rất là đã. Các bạn, cá cơm nè, cá nục nè, cá mú nè, cá thu ngừ nè. Cái này là chả cá. Bên kia một rổ cá liệt thiệt là to, nấu canh ăn ngọt quá trời các bạn. Chợ Nha Trang là tươi là bậc nhất á. Cá gì cũng có các bạn. Cá này gọi là cá đổng nha các bạn, rất là to ngon. Bên đây là cá ốp. Bên kia cá ngân. Trời ơi, mực tươi rói luôn đó các bạn. Đây là hàng cô nào? Cô Hai Thi. Hàng mực rất là tươi ngon các bạn. Các bạn tới chợ Sớm Mới là gặp bên đây là mực là số dách luôn. Trời ơi, mực long lanh luôn kìa. Quá đã, quá đã. Ủa, con cá tráp thiệt là to. À, cá gáy. Ôi, cá này nướng quá đã luôn. Từ từ. Coi mực kìa. Ồ, đây hàng cô gì ạ? Hàng cô Thi Chanh Trang nha các bạn. Đây là một con cá đuối thiệt là to. À, hàng này rất là tươi ngon các bạn. Hàng này là hàng tên gì? Hàng cô gì đây? Hàng cô Hoa chợ Sớm Mới. Cô mình gọi bằng cô thôi nha. Nhưng bây giờ mình cho mắt bạn thấy mặt nè.
Cái này là chị thôi nha. Chị rất là trẻ và dễ thương nha. Hàng chị Hoa, chợ Sớm Mới. Cá này là nhìn là biết cá câu nè. Cá câu nè, rất là ngon nè. Cá này là cá mú mà câu nè. Bên đây mực nè, à bên đây tôm nè. Còn đây gọi là cá gì? Wow, cá bè nấu canh ngọt hết sảy luôn nha các bạn. Cái con này nó to vãi luôn á. Thấy không, trứng nữa nè. Cá này là cá tắc kè nha các bạn. Cá này là nướng ăn là số dách luôn á. Quá đã luôn các bạn. Cá này là nướng thịt nó dai dai ngon lắm. Như thịt gà vậy. Một con cá bớp. Và cá bò da nướng với bạn. Đó. Con tôm này rất là to nha các bạn. Nó to gấp 3 lần ngón tay mình đấy. Ít ăn bổ xương, chống còi xương. Ít nhái, cá trê, cá diêu hồng, cá sa ba, ba sa. Và sứa nữa nha các bạn. Sứa. Sứa này làm gỏi sứa hay bún sứa rất là đã. Mình vẫn thích nhất là tôm nha các bạn. Tôm luộc, tôm hấp, tôm nướng, tôm đủ kiểu. Đây là cá kèo nha các bạn. Cá kèo làm lẩu nha. Lẩu cá kèo ngon số dách. Còn đóng lại thôi nó nhảy, bắt không kịp nữa. Đây là sứa. Đây là hến, là bún hến. Đây là ốc nha, các bạn mua ở đây tươi ngon, về trộn trộn với đậu phộng, rau răm, làm gỏi ốc, bá cháy bò chét. Rất là tươi ngon, đó. Thấy nồi chả cá chiên hết sảy rồi đó, quá hết sảy, cá này dai dai ngon lắm. Ăn thì chấm miếng mắm ngọt nhậu rồi rắc tí hành lên, bá cháy bò chét luôn á. Các bạn, rất nhiều hàng chả cá tươi ngon của chợ Sớm Mới. Các bạn mua chả cá thì tới khu vực này đóng gói đi các tỉnh ok luôn. Đây là chả cá gì ạ? Cá thác lát. Cá thác lát làm 100% nguyên chất. Cái này giống đóng gói cho khách vậy cô? À, đóng gói cho nhà hàng. Ồ, đóng gói cho nhà hàng nha các bạn. Người ta làm chả cá thác lát với khổ qua đồ phải không? À, cái lẩu đó là hết sảy luôn á. Và người ta nhồi bằng tay, không phải dùng bằng máy. Nguyên chất nha các bạn. Các bạn tới chợ Sớm Mới Nha Trang là được mua về chả cá thác lát 100% nguyên chất. Đem đi ngoại tỉnh ok. Người ta có thùng xốp đóng gói luôn, phải không chú? Có thùng xốp đóng gói luôn. Xin hỏi đây là hàng Thảo gì Hạnh? Cửa hàng cá thác lát Thảo Hạnh chợ Sớm Mới nha các bạn. Quá đã, quá đã. Nhìn thấy cô ông làm thoăn thoắt luôn. Không bỏ vô chiên. Và cá thác lát sau khi nạo ra bằng tay thì nó như vậy nè. Những miếng rất là đều, một muỗng là một miếng, một muỗng một miếng. Xong mình tẩm ít gia vị rồi mình nhồi bằng tay. Tại sao không thay máy vậy chú? Cá này đâu dùng máy đâu. Cá này không dùng máy nha bạn, là máy nó bị bấy hay là bị sao? Dùng máy là nó bị bấy, nó hết ngon, hết dai nên là dùng bằng tay nha các bạn. Đó, chú rất là vất vả nè. Ốc bự đấy. Đó, thấy không? Đã. Nhưng mà ở chính giữa luôn lại là những cái sạp rau củ rất là sạch. Rau chứ không có củ hả cô? Rau củ quả nha các bạn, cô ấy sửa lại, rau củ và quả. Đó, mình thấy đường đi rất là sạch tại vì nó không có dính liền với cái hàng cá, hàng mực ở dưới, nó không có nước nước á, rất là sạch. Thì những khách hàng mà muốn đi rồi khỏi dẫm bùn dẫm đồ á thì vô mua những cái gian hàng ở giữa đây. Cái đường đi rất là khô ráo sạch sẽ và hàng bày biện rất là đẹp. Nghiêm dê 21 của chị Bùi Thị Nen. À, rồi nghiêm dê 21 nha bạn. Bán dừa. Nghiêm dê đi cốc với nghiêm đồ hàng xịn không? Hàng ngon không? Hàng ngon chất lượng. Nè, hàng ngon chất lượng cao, hàng Việt Nam không? Không có hàng đàn tàu. Những cái quầy ở giữa chợ này thì bán hàng rất chất lượng. Rất chất lượng các bạn, giá nó nhỉnh hơn bên ngoài một xí thôi nhưng mà bảo đảm chất. Măng này là món gì nhỉ? Làm sao? Ớt sầu măng nha bạn, có ớt dưới kia rồi đó. Lúc nãy mình quay rồi nha các bạn. Mình gợi ý một số để thử cô này biết không. Nếu mà cô mấy cô bán mười mấy hai chục năm trở lên thì sẽ biết. Mẹ con hồi trước bán chiếu. À sau đó bán. Chính xác. Mẹ hay là bà Hằng. Tại
chiếu cò bói. Chính xác. Các bạn, cô ấy bịt mặt nha các bạn. Thì mọi người đều biết cái sạp của mẹ mình hồi xưa đó, mình cũng ra phụ mẹ hồi nhỏ, là nhỏ tuổi thôi, mới cấp 1 thôi mà buổi sáng là ra kéo sạp, kéo đồ bày bừa rồi cho mẹ ra bán ngoài đây. Nhiều loại trái cây khác nhau, đặc biệt là ở giữa chợ người ta bày biển rất là sạch, khác ở ngoài. Cái đường đi rất là sạch, nó không dính nước nhớt như ở ngoài. Thưa các bạn, thì cái chợ này gắn liền với tuổi thơ của mình. Hồi trước thì mẹ mình bán hàng, mà khi từ khi cái chợ này mà nó chưa xây á, bán chiếu bán gối. Rồi sau đó xây rồi thì qua bên kia bán đồ lót à. Mình tuổi thơ là lựa đồ lót trong Sài Gòn chợ Kim Biên đem về đây cho mẹ mình bán luôn các bạn. Mình lựa đồ lót chậm lắm, có ren không ren, rồi dây rồi đen đỏ đủ kiểu, lượng lần cả bao có 100kg vậy đó. À, bây giờ mình dẫn các bạn đi tham quan tiệm đồ lót nha. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Hello các bạn, bây giờ mình đang tiến về cái hàng áo quần đồ lót này nọ. Thì mình cũng gắn liền với tuổi thơ ở đây là bán đồ lót nha các bạn. Đây rất còn nhiều người còn nhớ mình. Em biết anh không? Anh tên gì? Chính xác tên cúng cơm của mình luôn. Dạ chào cô biết con không? Không. Cô không biết à, cô biết mẹ con phải không? Thằng nghĩ, mẹ không, mẹ làm cái gì vậy? Dạ con đang quay cho các bạn coi cô. À, các bạn, mình chuyên gia lựa mấy cái đồ này các bạn. Đó, đồ lót đó mình lựa chợ Kim Biên một lần cả 100kg đem về cho mẹ mình bán. Rồi độn mút, độn không, rồi dây, rồi lọt khe, rồi ren, rồi đủ cửa mình rành lắm các bạn. Mình là chuyên gia luôn, chuyên gia đồ lót nha các bạn. Hả? À, mấy chị em này kêu mình vô lựa đồ lót lại thử còn phân biệt được không, nhưng mà mình cũng hơi lục nghề rồi. Bây giờ chắc là mình muốn học đồ lót phải ra đây các chị em ấy bày cho mình một khóa để mình biết được. Vài bữa ra đây bày khóa lựa đồ lót nha, để mình nhớ lên nghề lại nha chị em. Ok. À, con Tuyết bày con lựa đồ lót đó nha. Okay, dạ okay. Để con đi đóng phim ấy lộn, rồi để con đi quay phim. Vậy các bạn. À, hàng bé thưởng hai, không biết cái cô này còn nhớ mặt mình không? Chào cô. Nhớ, con là Binh với ai. Nhớ luôn các bạn. Trời, kinh nghiệm bán đồ lót đây biết bao nhiêu năm các bạn. Lựa đồ lót chuyên nghiệp nha các bạn. Đây là sạp của cô Hằng. Đúng rồi. Chuyên bán là đó, thời trang nữ đủ kiểu. Đúng rồi. Quần jean, áo thun, giày Adidas đồ không có giày các bạn. Đó, số điện thoại nha. Có ship luôn nha các bạn. Tới đây lựa rồi biết bao nhiêu đồ ship về hết. Đó. Giờ mình tiến lên lầu. Ở trên lầu thì có bán đồ ăn sáng nha các bạn. À, đặc biệt hôm nay mình giới thiệu phở lầm dồi cô Vân, rất ngon. Đây là tầng 2 của chợ Sớm Mới, bán rất nhiều hàng đồ ăn. Ở trên đây thì chỉ chuyên bán đồ ăn thôi nha các bạn. Thì bên cạnh đây quầy nước, nãy giờ mình đi cũng nhiều rồi, thì mình làm ly nước cho nó thông cổ mát họng đi. Em ơi, anh bán cho anh một ly rau má. À, mình rất thích uống rau má ở đây. Rau má hàng cô Tuyền nha các bạn. À, rau má nguyên chất, rau má tự xay, tự trồng luôn, tự nuôi vườn luôn mà. À, bán tới đâu xây tới đó nha bạn, nguyên chất nha. À, đặc biệt bên đây hôm nay mình giới thiệu phở chị Vân, cháo lòng, phở bò, miếng gà. Thì cái phở này có gì đặc biệt, bây giờ mình đi vô nha. Thì đây nó có quán phở cô Vân này, có phở bò, tái gân, tái nạm, rồi cháo lòng, lòng dồi, đồ đủ kiểu. Đặc biệt là cô Vân ở đây có bán món rất ngon, đó là phở khô nha các bạn. Cái phở khô này thì cô Vân, cái quán phở này cô Vân con nghĩ là chắc cũng bán cũng 30 năm rồi cô. 30 năm chưa cô? Trên 30 năm rồi nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Cô đứng trong một cái khuôn viên rất nhỏ và nóng, nhưng mà ngày nào cô cũng bán như vậy và suốt 30 năm rồi nha các bạn. Cái nồi cháo, nồi súp, nồi phở. Đó, ngày nào cô cũng bán vậy. Bên cạnh là chú. Chú không lên sóng hả chú? Chú Lan nha các bạn. Cái chị này tới giới thiệu là món xôi xéo. Trời ơi, ghi lên áo xôi từ Hà Nội luôn bạn, quá dữ luôn. Trời ơi, chịu không nổi luôn. Xin lỗi, chịu không nổi. Rồi bán cho bịch xôi đi. Đây, xôi. Xin giới thiệu đây là xôi gì trong đây? Xôi đậu phộng. Đậu phộng. Ừ. Có một loại đậu phộng thôi. Xôi gốc nữa, xôi bắp nữa. Còn xôi từ là xôi gì? Xôi xíu Hà Nội, đây. Có 3 loại xôi tất cả nha bạn. Cái này là mình thấy cái ngoài cảnh là có gói cái bánh giấy ở ngoài trong miếng ấy rồi bịch đậu phộng, xôi từ Hà Nội. À, lộn các bạn. Đây, cứ mở cho coi. À, mở rồi mình review luôn các bạn. Quá dữ luôn, mình thấy là tự xăm lên người chữ xôi từ luôn coi. Hà Nội tuyển về luôn á. À, áo Hà Nội tuyển về các bạn. Đây. Bán dạo các bạn. Xôi Hà Nội. Đó các bạn.
À, mình thấy là có cái này là xôi đậu xanh nè. À, xíu Hà Nội đó. Chả xôi xéo. Chả cho bông. Tại sao gọi là xôi xéo? Xôi đặc sản ở Phú Thượng Hà Nội, người ta giò viên, người ta cắt cái dao hai lưỡi xéo xéo Hà Nội. À, giò viên sắc bằng cái dao hai lưỡi xéo xéo vậy. À, ở Hà Nội á. Thì mình mua về chắc là để trưa ăn các bạn. Cho bây giờ mình review phở mất tiêu rồi. Phở khô lòng dồi. Bảo hành nha, ăn ngày nay đến ngày mai vẫn còn không. Cái này xôi này có bảo hành nha các bạn. Mua một gói xôi là bảo hành tới ngày mai, bỏ tủ lạnh ăn ngày mai hấp lại vẫn được. Không thiêu luôn. Ok. Vậy các bạn, giá nhiêu? 15 ngàn. Các bạn, cô đang trụng phở cho cái tô phở của mình. Bây giờ mình cũng 9 giờ rồi nên là khách ít á. Cho buổi sáng người ta ăn sớm, người ta đi bán ngoài chợ, người ta đi đông lắm. Bây giờ mình giấc 9 giờ này là nó vắng đỡ đấy. Giống tôi buổi sáng là phải xếp hàng để ăn đó nha các bạn. Các bạn tới chợ sớm mới đây á, là nhớ ăn phở khô lòng dồi cô Vân nha. Rất là ngon luôn, tuyệt vời. Đó, cô trụng xong bột cô bỏ dầu vô, xong cô cắt ra cho dễ ăn. Cô trụng chín nha, đó. Xong cô bỏ hẹ lên, xong cô gấp lòng dồi tim cật gì đủ thứ đây mình không biết, nhưng mà chút nữa mình hỏi từng món của cô chỉ sau. Xong rồi cô nếu mà các bạn muốn yêu cầu thêm cái gì thì cứ chỉ vô cái thau đấy, cô bỏ thêm à, xong rồi cô tiếp tục là cô bỏ dồi đó. Đó, một tô hoàn chỉnh bạn, rất là nhanh, trong vòng 30 giây thôi, cô chuyên nghiệp rồi mà, kinh nghiệm 30 năm. Rồi bây giờ cô đang làm cái chén tái cho mình đó, cô bỏ tái vô đó, tôi đặc biệt là luôn có tái nha bạn đó. Rồi, hoàn thành luôn các bạn. Bên cạnh là ly rô má mới ra lò luôn. Đó, đó, quá đã. Rồi bây giờ thêm dĩa rau nữa nè, đúng bài luôn nè. Cô làm rất là rẹt rẹt rẹt, mình lia máy không kịp luôn các bạn. Rất là nhanh. Dư nghiệp kinh nghiệm 30 năm rồi các bạn. Mình làm miếng rô má trước cho mát đi, quá đã luôn các bạn. Đó, dĩa rau đó, cô khuyến mãi thêm một miếng lòng non các bạn, quá đã luôn. Trời, hai miếng luôn nha các bạn. Trời, quá sướng luôn, hôm nay trúng mánh rồi. Quá rõ luôn cô, đó, hình ảnh quá tuyệt vời các bạn. Mình thấy ngoại cảnh trước nha, đó. Thì mình thấy là có gì trong đây nè. Cái này là tim nè, lưỡi nè, bún họng nè, lòng non nè, đậu phộng nè, gan dồi nè. Bên này chén tái nè, đó, rau sống. Rồi các gia vị giống như tiêu, ớt. Đặc biệt rất rẻ nha các bạn. Một tô thập cẩm vị có chén tái luôn, 30 ngàn. Và ly rau má. Rau má nhiều. Ly rau má 10 ngàn, siêu to khổng lồ các bạn. Không phải ly má bình thường đâu, siêu to khổng lồ nha các bạn. Quá đã luôn. Rồi bây giờ mình tiến hành ăn nha các bạn. Mình quay nãy giờ nguyên cái chợ sớm mới, mình đói muốn rụng rau quỵ càng luôn rồi. Ok các bạn, tiến hành thôi. Mình tiến hành ăn tô phở khô đặc biệt các bạn. Quay sáng giờ đói muốn rụng càng luôn. Bây giờ mình tiến hành là trước tiên mình xịt lên, bỏ sốt lên. Cái này là sốt gì cô? À, này là sốt sa tế nha bạn. Hơi cay nhưng mà mình thích ăn cay mà, mình người Huế các bạn. Bỏ chút tương nha các bạn. Đó. Là tương đen nữa nha các bạn. Bắt đã luôn các bạn ơi. Thèm chảy nước miếng luôn bạn ơi, trời ơi. Má mình trộn mà mình chịu không nổi, mình muốn dồn hết cái tô vô họng mình luôn. Có điều là cái mồm mình nhỏ quá, lại hơi ngại nữa nên mình ăn từng miếng một nha các bạn. À, hấp dẫn chưa? Nha, đó. Lòng dồi, gan, phèo, phổi ở đây đúng. Các bạn thấy không? Miếng dồi ngon không? Và chén tái nữa nha các bạn. Đó, chén tái là to đùng luôn các bạn thấy không? Đó. Cái cục thịt to đùng luôn, quá đã luôn, to vô to. Để trước tiên mình chơi miếng súp trước nha các bạn. Xin mời. Ôi trời ơi, ngon từ thịt, ngọt từ xương. Cái này là cô hầm chắc 10 con gà đó, một con heo quá. Bây giờ mình ăn từng miếng trước đi nha. Cái này là sụn sụn nè. Hả? Mời các bạn. Cái sụn này là sụn phần gì vậy cô? Bún hầm giòn sực sực các bạn ơi. Đảm một tô đầy đủ góp pin vậy, có 30 ngàn thôi, quá tuyệt vời. Bây giờ mình thử miếng dồi nha. Dồi quá đã. Tô nhỏ 25, tô to 30. Rồi dồi tự làm đúng không bạn, không phải mua vợ, rất là ngon. Quá đã, quá đã. Mình thêm một chén mắm cây đây nữa. Mình thích chén sa tế cay cay để vừa ăn vừa chấm nữa nè các bạn, mới đã. Đó. Sa tế với lại mắm ngọt đồ chung. Sa tế với mắm ngọt ớt tỏi trộn chung vậy nha bạn. Ăn vừa chấm vậy mới đã. Rồi cái miếng này gọi là gì cô? À, tim nha các bạn. Mời các bạn, mời các bạn. Đó, tim nha. Mấy đồ quế nữa. Giòn sực sực. Quá đã bạn. Nó nhiều topping quá, mình không biết ăn gì trước gì sau luôn. Giờ mình thử miếng mì nha.
Giờ mình thử miếng mì nha bạn. Đó, quá đã luôn bạn. Đó, mì nha. Mì không thì mình trộn rồi nha. Nhưng mình kẹp thêm miếng thịt thịt này, thịt gì, thịt lưỡi, thịt đùi đó, cho nó đã nha các bạn. Quá ghê các bạn. Rất ngon. Cô nói là có thể bỏ tái xá xíu gì đó cũng được. Đó, bây giờ mình ăn cái này thì mình vừa ăn vừa húp nha các bạn. Vừa ăn vừa húp nước. Vừa ăn vừa húp nước mới đúng bài. Đó, mình ăn mình húp miếng nước vậy nè. Nước ngọt từ xương. Xong rồi chơi thêm miếng tái nữa các bạn. Đó. Nào. Miếng tái khổng lồ siêu to luôn. Mình ăn được nữa thôi nha các bạn. Quá đã. Có mấy cọng hành tươi nữa nha bạn. Hành tươi ăn cho nó thơm. Ăn hăng thơm thơm. Tuyệt vời. Đúng là tái. Tái vừa phải thôi. À, bỏ vô chén nước súp nó tự động nó lên tái thôi. Mềm, ngọt. Ngọt từ thịt bò, nguyên chất. Bò tươi các bạn, còn đỏ sẫm luôn. Tái đỏ đỏ tươi chứ không phải đỏ sẫm. Rất ngon. Ăn phở khô á, là vừa ăn phở vừa húp miếng nước vậy bạn, mới đúng điệu. Các bạn, cái này không phải là phở khô Gia Lai, không phải phở khô gì hết. Đây là phở khô cô Vân. Nghe các bạn. Đúng là chỉ có cô mới bán thôi. Còn cái phở khô hay hủ tiếu khô chỗ khác á, người ta bán khác. Có tôm, có đồ này nọ lung tung mình không biết. Mà mình có ăn mấy chỗ khác rồi, nhưng mà chỗ này là chỉ có cô Vân bán. Theo mình thấy vậy. Lòng nha các bạn, lòng ngon. Quá đã. Các bạn mình làm tiếp nha. Tiếp tục, ngon quá. Ăn tô này do nó bỏ công đi quay nãy giờ, quay hàng đồ lót các bạn. Nhất là hàng đồ lót, mình nhớ về kỷ niệm lựa đồ lót mình hồi ấu thơ. Đó. Ngon. Ăn miếng mì. Xong lấy miếng dồi. Chấm với nước tương đỏ đen này nè đó. Đã không? Quá chết bùi chết luôn. Cho thêm miếng này, miếng này gọi gì gì cô Vân? Miếng này tim lưỡi các bạn, nó đã không? Hả? Ngon lắm, ngon lắm. Bỏ ra miếng, nó chờ nó đi lại. Cộng hành, ở còn vài cộng nha các bạn. Thiếu đường cái tô muốn gặm luôn. Thôi video chợ sớm mới kết thúc tại đây. Các bạn nhớ like ủng hộ kênh mình nha. Bye bye.